10 năm sau. Cô ơi, cô ơi, cảnh đẹp quá nè. Chờ cô với. Buồn sắp qua, tháng sinh quá vui lòng ta. Sừng già, trời thanh làm gió êm đềm. Kia đã bước nhẫn ngơ giữa cánh chim la đà. Nồn nước liệu bạn đời hát khúc quan ca. Trên núi cao tựa nhau dòng suối êm đềm, qua rừng hương nồng thơm tỏ ngát hơn thêm. Dạ thật đại sinh sướng dáng quy nghĩ đến cao im liềm, ta thấy như đang lạc vào chim áo thiên hà. Đẹp quá hả cô ơi? Ơi, đẹp thật là đẹp luôn. Bên đây hoa đẹp quá. Chuyện gì? Dạ, trời sắp hoàng hôn, mình về kẻo ông bà trông đợi. Yến Nhi, cô đang dạo chơi vui mà, cô không có về đâu. Ý, cô không có thương em sao? Yến Nhi, ông bà mà biết được có ông bà gọi trách Yến Nhi chết luôn á. Nè, nếu như mà ông bà gọi trách á thì cô sẽ chịu tội thế cho Yến Nhi, có chịu không? Còn ngay bây giờ á thì Yến Nhi, dạ, có một con thỏ rất là dễ thương kìa, đuổi theo bắt nó cho cô. Nó chạy 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 chạy, đuổi theo chạy chạy chạy, nhanh lên. Con quỷ. Dạ. Trời ơi. Quỷ già. Thua quỷ mập. Ê, chắc mình nốm à. Ờ nè, hoàng thượng đâu rồi? Trời ai biết. Trời ngộ quá. Hoàng thượng đi. Hoàng thượng. Trời, hoàng thượng. Cung thịnh hoàng thượng. Ta đâu phải hoàng thượng. Sợn xa. Ôi da. Sợn xa. Nè, đừng có thấy ra khỏi cung và ăn hiếp tôi hoài nha. Các người ăn cho mập thay. Dạ cho con quay. Nó mập, con nó mập. Em, hai người đều mập. Ông, em chưa? Ông cũng mập. Quỷ mập. Ba người đều mập. Dặn biết bao nhiêu lần. Dạ, gọi quạt thử mãi. Dạ biết gọi rồi. Nhớ. Gọi công tử nghe chưa? Dạ. Không thôi thì chém bay đầu. Ừ. Chết, chém bay đầu xem làm mặt. Vô. Vô. Tại ông đó. Vô mà sợ quên nhé. Vô. Tại ông đó, anh đừng có cười nữa. Vô hoàng thượng chửi nguyên đám bây giờ. Núi rừng Liêu Quốc. Yến Nhi ơi, dạ. Con của ta đâu mất tiêu rồi? Thấy nó chạy bên đây nè. Đâu mất tiêu rồi? Bên kia kìa. Nhìn xem cánh non cao rừng xanh, suối trong reo rắc trời dành. Chim chuyền bay liễu lo khi ngàn hoa thắm tươi. Theo cùng ta Yến Nhi đừng lo lắng. Không lo anh đến vui đời thương. Ý cô nó chạy bên đây nè. Đâu, bên đây nè. Vàng nhìn lắng muốn ngang tâm hồn. Tìm nơi chốn nọ ngàn. Ôi trong kìa măng nai đang ngã nhìn. Lòng mừng vui thoá tình yêu đời. Ngàn hoa lá ngầm rơi. Gói mời dương đê khắp nơi núi rừng. Tìm nơi chốn non bồng. Nào nhìn xem trên trời chim rừng. Lần truyền đoàn quân lắm tên thi hành. Okay. Mang về giấc phẩm đi. Hoàng thượng đi đâu vậy? Dạ. Dạ. Cung tên của ta đâu? Trời đất ơi, cung tên sao hỏi em? Ừ? Cung tên là phải hỏi bà này nè. Rồi cung tên của ta đâu? Dạ làm sao con bắn được ai mà con có cung tên? Vậy
giờ giờ cung tên ta đâu? Ta là phải hỏi ông. Dạ sao? Dạ coi cái gì vậy? Sao ông này không có la hoài? Chẳng tích xử gì cả. Ồ công tử. Được rồi. Kìa, ở kia kìa, ở kia có ở kia có con bò. Con bò cái có con gấu. Con gấu. Con bò, bò gì? Trời ơi. Không tự bắn chim với bắn nai đâu. Hả? Công tử vào trong để ông này bán cho. Con mắt ông nhắm hay lắm. Trời ơi. Trời ơi. Con mắt ông nhắm rất là hay. Bán con nào chúng con này ha. Bán đi. Đưa cho ông đi. Nhớ nhắm kỹ nha. Sao nhắm được? Đừng thấy một con thì hai con nha. Nè. Sao? Đi qua đây, thấy đường làm mặt không? Thấy đường làm mặt là thấy đường bắn không được. Không có được. Qua đây. Trời ơi, tôi thấy con voi tôi bắn con cọp đó. Tôi nói được. Trời ơi, trời ơi, tôi nói tôi nó bắn không có được mà. Bắn à. Ủa, đại bà không á? Các ngươi. Tiểu thơ à, tiểu thơ. Con cái gì mà con tiểu thơ, cái gì mà tiểu thơ. Trời đất mênh mông, tại sao có không bắn cái canh ngay tiểu thơ tôi bắn là sao? Ông á, mấy ông nữa, trong mấy ông nào bắn? Ông bắn hả? Hay là ông bắn? Không phải tôi bà nội. Hay là ông bắn? Tôi bắn đó bà. Ông bắn hả? Làm cái gì? Tôi bắn mà bà làm cái gì bà hung dữ vậy hả? Bà là bà con gái bà hung dữ với trời vậy? Trời ơi, bà tưởng cái người này hiền hay sao? Bà xé bà. Thôi thôi, trời ơi la quá à. Mặt lén mà đòi bắn tên. Trời ơi. Còn ông nữa, tôi nói cho ông biết nha. Tiểu thư nó lỡ mà thể. Thôi. Yên Nhi ơi. Dạ. Ngươi có biết đây là? Chúng tôi chỉ là những người buôn ngọc. Lúc đánh rang thì chúng tôi vào đường săn bắt cho giải khuê đó mà. Công tử. Nhìn trang phục của tiểu thơ chắc hẳn cũng là người nơi Liêu Quốc. Dạ, dạ thưa công tử, người đoán đúng. Thiếp là ái nữ của đại soái Liêu Bang Trương Hồng Loan tên gọi. Trương Hồng Loan. Trương Hồng Loan. Trương Hồng Loan. Chỉ tên là Trương Hồng Loan đó. Tôi tưởng Trương Hồng Loan là bà ngoại của bà chứ. Trời ơi, ghê quá bà nội. Gì mừng như vậy? Trương Hồng Loan, ái nữ của đại soái Trương Mạc Tiến à? Công tử, tại sao công tử biết? Tiểu thơ à, đại soái văn võ song toàn khắp nơi, ai mà không biết. Đã vậy, ông còn có một người con gái. Con gái làm sao? Con gái làm sao nè? Săn nước hương ngà trời. Có một không hai thoáng trong dòng liễu hình mai. Bất cứ ai cũng phải khen thầm niên kỳ bao nhiêu đắc lời chân thần. Quá kém nhị nương hay có người nương tử. Đôi câu tò mò sân khó nghe. Trước là sao quen chớ để lòng phiền. Lời nói chân phương cứ chỉ dịu hiền. Nào phải lũ lắm dù duyên cực nhà. Tiếp hai mươi xuân qua nở mừng thềm. Chưa từng mong dập dịu lời là. Trời sắp hoàng hôn và chúng tôi xin từ gia. Tiểu thơ. Dạ thương công tử. Chúng ta đừng đây thiên hạ dẹp mà pha. Xin quay gốc về gác lại mình mà tờ. Kìa, tự nhiên bây giờ tự nhiên đổi đi về là sao? Về đi công tử. Phải về. Cái gì? Ta hiểu rồi. Tiểu thơ à? Dạ. Tiểu thơ ơi, chúng tôi cũng đang trên đường về kinh thành, hay là chúng ta đi cùng nhau cho có bạn? Đúng rồi, đi cùng nhau đi, tụi tôi cũng về nè, vui lắm. Thôi, về cái gì mà về? Ông không nghe người ta nói hả? Nam nữ thọa thọa bất tương thân. Lỡ như mà ông tôi gặp cô tôi đi chung với mấy người, rồi ông tôi đánh tôi chết làm sao? Cô ơi, cô qua cô nói cho họ hiểu giùm em đi. Coi chừng té. Dạ, xin thất lễ. Yến Nhi. Hẹn tay lại với cô.
cô Hồng Loan. Một sao thương nàng, tâm tư thương nàng trong thấy dài nhàn. Hẹn trùng phương giáo trang đồng xuân, đón đứng quân kết giao tình thâm từ kiếm sinh dời chân. Nghe mặt trao nhau lời yêu, nghe sao mênh mang dặn nhiều. Đến nửa mai trung tơ loạn tiền kỳ, do trời ban thương duyên. Dạ, xin tạm biệt. Tiểu thơ tạm biệt kìa. Trời ơi em ơi, tạm biệt kìa. Bà Mập ham quá. Trời ơi, hai người làm cái gì vậy? Dạ. Hả? Dạ em diễn lại cái cảnh mà con người đẹp ngã vô mình của mình đó. Tiểu thơ, cái gì? Tiểu thơ, người ta đi về mất tiêu rồi. Nè bé Hạ, bé Hạ. Hả? Bé Hạ lo buồn cái gì? Hồi nãy người ta có nói đó, sang dinh đại soái thì gặp mặt mấy hồi. Hay ôi quá. Ôi trời ơi, kiếm chỗ té hả? Kiếm chỗ té. Tổng binh. Dạ. Nghe lệnh ta truyền, trọng tâm nhật, chúng ta qua dinh đại soái. Dinh tương lệnh. Sang dinh đại soái. Trời đất ơi, tôi bước ra tôi uy nghiêm biết bao nhiêu, nạt một cái như cái lùi dẻ vậy trời. Quay cái mặt lại coi. Trời ơi, đồi tím qua sim. Đẹp phải không? Sao lúc nào bà cũng muốn chặt con gái bà hết trơn vậy bà? Nín. Thấy ghê thiệt hết trơn. Em! Cho tôi coi kỹ cái mặt của ông coi. Trời, mấy chục năm rồi mà còn coi kỹ cái gì nữa. Bà nói chuyện bình thường nó đã chua lè rồi. Bà la đàn chói lỗi ai mà chịu cho nổi. Ít là quá hen. Ai la hơn ai? Nói nhỏ nè, nhỏ. Nè, cái thằng cha già mắc dịch. Đúng rồi, tôi mới đi ăn dịch. Em, nói cho tôi biết, mới xù xì sụp xịt tò te tí té với ai mà có con riêng đem về. Thấy giống bao gạo lắc quá. Trời đất ơi, bà nghĩ sao mà tôi là dày mà tôi xù xì hột mít lùi cho ăn no là sao hả? Trời ơi, tôi không có gì giả cái gì vậy. Tôi biết không nha. Biết cái gì? Tôi biết rồi. Thôi trời ơi, bà
làm cho bao nhiêu người gia nhân nó nhìn vô nó cười trong bản mặt mình hay sao? Cười gì? Từ lâu ông hết thân tôi giao lưu với người ngoài đường. Mèo mà nhà đã lâu nay ha, có con mà ông giấu diêm coi tôi kêu gan không tha cái đồ giải gái nè. Hai nghe lời tôi nghe sao ta làm trời lo chớ giận hờn nghe cưng. Trời ơi con kìa con miếu kìa, trời ơi rút đẹp cái... vậy nè. Bà ghen quá. Trời ơi, một ngày bà ghen một lần là chịu không nổi rồi. Một ngày bà ghen 118 lần. Ghen quá, bà giống như bị điên vậy, bà hiểu không? Xúc sổ đổ tao. Trời cho cố, cho nó xúc sổ. Bà lâu lâu tôi lộn sân chút xíu mà phải cho tôi xúc sổ chứ. Đâu phải chuyên nghiệp như bà đâu bà nội. Đứng yên rồi đó. Nói cho tôi biết. Đâu phải đâu. Bây giờ muốn cái gì nè? Nói cho bà nghe, trời đất ơi bà biết cái gu của tôi, cái sở thích của tôi á là thèm ăn thịt kho hột vịt, hiểu không? Tôi thấy cái nồi thịt kho này là tôi mê rồi. Thôi. Thịt kho hột vịt cái gì bây giờ cũng đâu có thèm. Đúng không? Nói cho tôi biết, dẫn đứa nào về nhà, ở với ai, ai ở ngoài đường. Nói cho tôi nghe coi tôi bóp cổ ông chết. Nói đi, ông là quan đại soái, tôi đang tôi thua ý vô. Bố ra! Tao đang ghen mày biết chưa? Dạ thế. Nhào nhào lại hoài, mày có gì với chồng tao không? Nè, dạ, nói cho ông biết nha. Tôi nói cho ông biết nha, bà đừng ơi, có ghẹo tôi nha. Tôi mà lên vua tôi thua. Bình tĩnh lại, trời ơi. Bình tĩnh chưa. Trời ơi, bà ghen như vậy tội nghiệp ông. Có em bé nào đâu, nãy là con bé con thỏ mà. Quang, mày im. Dạ, con im kia. Nữa hả? Nói gì? Dạ, bé con thỏ. Con thỏ mà hôm trước cô đi rừng săn đem về đó bà, thấy không? Mấy bữa nay Vinh mình đang tất bật lo để tiếp đón hoàng thượng. Cô thì múa mai quay cuồng mấy bữa nay, đâu có thời gian mà giữ nó. Ông thấy ông thương quá, ông mới kêu con bé qua để cho ông chăm sóc. Nín. Dạ, nín. Con thỏ. Dạ, con thỏ. Chết mẹ ơi. Sao vậy bà? Tao ghen lố quá. Quá luôn. Trời ơi. Trời ơi, bây giờ sao mày cứu mạng đi. Bình tĩnh. Ông rất là thích ngọt. Bây giờ bà dịu dàng ngọt ngào lại. Dạ, ngọt ngào lại nha. Mày thấy bà nấy đẹp không con? Quá đẹp. Màu tím đó.
Màu tím này chồng tao thích đó mày. Dạ ơi. Đúng rồi, ông thích màu tím. Bây mày giờ không? Bà bước qua nha. Bước qua. Nhẹ nhàng dịu dàng thôi nha. Mi, đúng không? Dạ đúng rồi. Đến kêu một câu chồng ơi. Mày để đó tao kêu mày chồng tao làm gì mày kêu mày giả chạc. Dạ, không có, không có, không có. Không đợi dụng hả? Dạ chồng ba, chồng ba. Rồi bước qua nha. Đánh. Dạ. Bước qua phải không? Dạ bước qua. Nhìn kỹ coi. Đẹp lắm rồi. Trời ơi con chỉnh nãy giờ luôn á. Rồi bước qua. Dạ. Không sao, không sao. Ông thấy màu tím, ông thấy bà kêu cái là ông hết giận liền. Vuốt giận nha. Gà, bước qua. Nhẹ nhàng nha bà. Dịu dàng thôi. Bớt cười, bớt cười. Mỗi lần bà cười da gà, da vịt tôi nó nổi rần 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 vậy đó. Bớt cười. Mầm ôi. Giang ra đi. Mình à. Giang ra, cô là ai tôi không biết cô. Giang ra đi. Trời ơi, vợ chàng mà chàng nói chào biết à. Mình ơi, đừng có giận em nha. Là em ghen quá. Bị gì em thương mình à. Ôi trời ơi, thương nó, nó trời ơi, nó. Thương quá, thương quá mới ghen. Vợ ghen mà phải không? Nè. Dạ. Giờ biết rồi đúng không? Biết. Bởi vậy tôi nói tôi thèm thịt kho hùng vịt là vậy á. Của mình em có thịt nè. Em muốn ăn trứng hùng vịt liền. Đó kẹo đó. Thôi tôi nói cho bà biết. Sống với nhà bao nhiêu lâu rồi. Bà phải hiểu tôi chứ. Biết rồi. Ghen bóng ghen gió vậy gia nhân nó cười mình hiểu chưa. Biết rồi. Lần sau mà còn vậy nữa là. Thôi. Biết rồi. Ông biết rồi tôi chung 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 chung. Chung 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 chung. Bây giờ đi vô chút xíu không đúng đúng nè. Đi vô nha. Bà kiếm cớ bà vô bà thay đồ đúng không? Không có đâu, không có. Bảo đảm bà muốn thay đồ mà phải đòi vô nè. Vợ nguyên sói thử cho bà đứng ở đây 2 tiếng đồng hồ bà không thay 15 bộ tui con bà. Ông sao quá à nha. Thấy thương lần tới hà. Nguyên cái dinh thự này đồ của bà không à. Bà là chủ mà. Biết rồi nói vậy. Tôi nói cho bà nghe. Bà chủ bà đừng tưởng bà muốn làm gì bà làm. Ghen nữa là biết tay tôi đó. Đứng lại. Gì nữa trời đất ơi. Làm cho dữ kêu đứng cái hả thắng không kịp luôn. Cái gì nữa? Đây. Vậy. Thương tôi không? Hỏi Du Duyên. Hỏi Du Duyên. À thương không? Thương thấy bà nào quý. Bởi vậy biết mà nói nghe nè. Sao? Gì? Hùng cái đi. Bà bị điên hay sao 12 giờ trưa đòi hung? Điên hả? Vậy điên hả? Giờ chừng nào hung? 12 giờ đêm mới đúng cử. Chạy vô mà đó. Con khổ ông bà quá à. Ủa? Ai mà hiên ngang vô phủ có nguyên sói gì cả? Kia. Dạ. Nhưng nghe đây nè. Sao ngài? Nghe ta trả lời đây. Dạ. Như ta mắt lé thì có lé thiệt. Nhưng mà lé duyên, lé gian, lé đáng đồng tiền, lé chẳng ai hơn, lé làm nên việc lớn. Nghe chưa? Nghe bà con ủng hộ chưa con quỷ? Nhưng mà hiểu lầm. Chê ta lé còn nhìn lại mình đi. Mặc dầu ta lé ta đứng hàng số 1 nhất lé. Còn bà tới hàng thứ 3 lận. Cái miệng hô hốc tam hô. Mà chê người ta lé. Ta nói như vậy không phải đâu. Ông mất rồi. Ông mất rồi. Ông... Đây nè. Trời ơi làm như hồn ma bóng quế vậy hả? Cái gì? Thôi vào dinh thì làm ơn nói lớn lớn để người nghe nghe nữa chứ. Chứ
không được lầm bầm, coi chừng cái mỏ như heo. Nói nhanh liền theo đến đây tìm ai, không nói thì xin về ngay. Bà là người gì à, sao nói năng như vậy? Chẳng sợ hay sao, coi chừng bị đòn nghe cô hai. Tên kia cả gan vào đây nói ngang ta, chắc cuộc đời mi tan. Chinh của đại soi quan vì thế liều bang hổ thần thở than. Đại soi đâu phải thiên nhang mà đứng còn nói thay, mau vào trong thưa lại cho mau, còn không còn không còn không. Sao nói ông già ông phú công gọi mời mà bước tiếp theo. Sao mày nói cái gì, mày nói cái gì, nói lại cho ta nghe. Có hoàng thượng đến đây, mày mới coi do nói cái gì nó vậy hả? Hả? Biết ta là ai không? Ông là ai? Ngóng lỗ tai mà nghe nè. Đang ngóng nè. Nghe là xỉu liền đó. À? Chuyên môn đó cưng. Cái nào cũng là chuyên môn, cái tuần nào cũng có cái này hết trơn đó cưng. Đang sửa soạn nghe nè. Ta hầu cận thiên nhan, chức ta là thái giám. Dạ nô tỳ không biết, xin thấy em quan tha thứ tội. Ôi không sao, bất tri bất tội, đứng lên đi chị Ba Hô. Dạ, hay dạ mắc lẽ, tự nhiên à. Để ta xả rồi đi, nãy giờ bà làm ta gồng muốn chết luôn. Tôi thấy ông xả đi trời ơi. Nhau mà nè, đây nè, bây giờ bà biết không, tin vui đó. Tin vui gì vậy, hay dạ mắc lẽ. Buồn rồi nha, lẽ không à, nước sông không đụng nước giếng nha. Mắc lé chứ không đụng thôi. Mới vừa chửi tôi hô đó cho nên tôi tức quá tôi nói lé lại. Cái hàm răng bà nào vừa cũng được nữa. Nè hoàng thượng cho lệnh đem lễ vật qua đây nè, để tặng tiểu thơ của cô đó. Hoàng thượng đến. Hoàng thượng. Gì vậy? Dạ. Trời ơi tôi không biết nữa, bà có ai lấy bà không? Thấy bà vô duyên quá bà nội ơi, Trời ơi, lễ vật đi trước rồi hoàng thượng theo sau, chưa gì la bể bãi lên hả? Ủa vậy hả? Lễ vật đi trước hoàng thượng sao hả? Ông không nói gì. Yến Nhi. Dạ. Chuyện gì mà ôm sòm ngoài đó vậy? Dạ thưa bà, có ông này là xưng thái giám quan của thiên nhan, mang lễ vật đến tặng cho tiểu thơ đó thưa bà. Vậy à? Dạ. Mau nhận lễ vật giùm bà nghe con. Dạ. Được chưa? Dạ được rồi. Được rồi phải không? Thầy về bắt đầu giờ phút này là chị em ta như bông hoa bột. Dạ nhân mình... Dạ đi. Dạ. Dọn bàn ghế để tiếp nghênh hoàng thượng đi nha. Dạ nhân. Dọn xong chưa? Nhanh lên. Phu nhân à. Phu nhân. Biết rồi mà hết hồn là sao? Thấy tôi nói có sai không? Trời đất ơi. Vợ của nguyên soái mà phải quý vị, phải lồng lẫy, phải lồng lộn làm vậy đó. Trời ơi là trời. Bà chờ cơ hội đó mà chặt chém không nha bà nội. Nha, điểm mặt bà nha. Mình nói nghe nè, đẹp như vậy mới đúng. Tôi giỡn với bà thôi. Nhưng mà bà lo tất cả để đón hoàng thượng chưa? Trời ơi, mình sao kéo đó. Mình mà giao cho em cái chuyện gì nha, tôi nó trên dưới cho nó làm rập vậy đó. Vậy à? Dạ. Đừng có để sơ sót nghe chưa? Dạ. Nếu mà để sơ sót một mang tội là bắt nguyên đại gia đình nhà mình. Xí. Không có đầu. À, bắt là bắt, không có đầu. Ôi, tiếp sợ lắm thằng. Mà tôi ngạc nhiên lắm nha bà. Tại sao? Tại sao thánh hoàng lại di giá đến đây chứ? Thiếp cũng nghĩ như vậy á, trời lo quá lo à. Ơi, bởi vậy bà có biết sao không? Sao lạ lắm luôn. Thì đó, nguyên do đâu thánh quân truyền ma sang Vinh Loan yến tiệc linh đình. Thiếp sợ quá. Chả phục khô lần sơn hào hồng cửu, ngài đưa đến để cùng ta đôi ẩm. Nếu lòng so thương đó là việc mai dân ta lo sợ vô cùng mà. Lần đầu tiên thanh hoàng giá lâm, bầm tu quân đội dám mới đến đây, nhắc nhở tiếp lo một nữ la hầu. Chú mua cài vàng phòng bay vượt mua,
ta xuống ta đập nát cái đàn mày không? Thôi đừng đập nó. Trời đất ơi, đã bà có cái coi như là có cái tánh là hưng phấn mà nó đàn bành 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 cái bà hát bà liếu. Trời ơi là trời. Nè nó vô nghe. Vô chứ bộ, liếu gì? Giỏi chứ bộ. Nói chung hai đứa mình giỏi. À uống. Tao. Nói chung là trời cứu. Nó nghe, nó nghe. Sao? Rồi con gái mình nó tập vợt sao rồi? Nè, nó tập múa tới đâu rồi? Chứ cách đây 2 ngày thấy nó tập múa nó trẹo chân tôi thương quá. Ông tin không? Trời ơi. Nó tập múa là tôi dạy đó. Bắt trẹo chân. Tôi dạy, tôi dạy. Ừ, bà dạy hay quá, mang đôi giày gì bắt trẹo chân. Thôi mà. Tội nghiệp nhỏ. Nói chơi với mình vậy thôi. Con Hồng Loan con của tôi nha, không những nó múa hay, nó múa đẹp, xiêm y của nó lộng lẫy hơn tôi. Trời ơi, nói khỏe khỏe với ông nghe. Con gái của tôi hả, nó đẹp như là hằng nha. Còn phải thua nó đó. Trời đất ơi trời. Thua, thua xa lắc luôn. Trời ơi, bà dạng miệng quá hằng nha. Mà dạ. Sao con mà tôi, có mình... quyền khen ông mắc cười quá. Trời nè, ơi. Con mình đẹp, con mình xinh rồi để chúng sanh người ta khen. Trời ơi, khen quá là chúng cười là nhục mặt, hiểu không? Thời gian qua mau quá phải không ông? Đây là đứa con gái mà trời ban cho vợ chồng mình. Đúng rồi. Tôi nhớ lại ngày đó, đúng là thời gian trôi qua nhanh quá. Trong hồi ức xưa, từng chiều đàn sông yên, bóng diêu vang gieo đảo điên, dân chúng lầm than ưu phiền. Ta cầm đầu quân Liêu công tiến, nghe lời khóc than chan qua, trẻ thơ bơ vơ xó xa, lòng cảm ta hốt về làm con trong nhà. Nít! Quý vị coi coi con tôi đẹp vậy mà ổng nói hốt. Hốt cái gì? Ờ lộn. Ta nhặt về làm con trong nhà. Nít! Rác hay nhặt? Nói gì? Ta lượm về. Ông lượm luôn. Bà cắt tiền ra lượm. Bà tóm lại nói sao tôi nghe được. Này tôi bực mình quá. Ta ấm về. Ừ, thiếp gì? Làm con trong nhà. Tướng trong qua thời gian, thương Hồng Loan đã trưởng thành xinh xắn và đảm đang, nhiều dàng phương mi như hằng nha, cũng không ai bị. Lỗ tiếp. Trời đất ơi. Sao lỗ hoài so với hằng Nga Tây Thi hoài à. Khen con thì phải khen. Đừng để cho chúng sanh khen. Trời ơi, coi chừng đó. Rồi. Ông mà lố quá nha. Hoàng thượng Giá Lâm. Hoàng thượng Giá Lâm. Miễn lễ các khanh khá bình thân. Đội ơn, đội ơn hoàng hậu. À, dạ hoàng thượng. Dạ cái bà này bà làm gì lộn rồi. Dạ đại soái và phu nhân à. Dạ ta thương đất trung hiền cõi tuyết nằm xương. Dạ ngăn ngừa giặc tận chốn biên cương, lòng thương cảm nên mới tới đây thăm viếng. Ta mong đạo quân thần luôn sát cánh bên nhau, đợt nâng cho bền vững liêu trào, dù gặp cảnh sóng gió ba đào. Chân núng nao lòng trung thần dược vẹn, không thẹn mình là nam tớ tô mi. Đừng nghĩ ơn kia luôn ghi đậm, đừng nghĩ chúa tôi phải xem như bà. Một trẻ một già tâm đắc tương kỳ, thần hạ đội ơn thánh hoàng cố gặp, suốt đời ghi ơn Liêu Dương sâu đậm. Dù cho khó khăn cũng không bao giờ nản chí,
trọn kiếp trọn đời thân gửi liêu mang. Kinh bay mưa dương tiếng tiệc sẵn sàng, cung nữ dịu dàng lá lướt tiêm y, tình được cô ca cho đẹp ý thánh hoàng, chủ phúc ngày thường tình chúc liêu dương. Hay quá, hay quá. Dạ, cung nữ vũ khúc ngay thường đấy nha. Mời đại sói. Ủa, gì vậy? Đại hạ ơi, cái gì vậy? Đại hạ ơi, trời ơi, tao giết mày chết, trời ơi. Mày muốn nhà tao không có đầu hả mày, trời ơi. Trời ơi, bà làm ơn, bà để cho cung nữ múa, bà mà múa là nguyên đám mình không có ai có đầu trời hết trơn. Trời ơi, không lo, thiếp dạy nó múa đó, thiếp. Thôi, không được, không được, giống cái lù lắc lắm, không được. Trời, múa chút làm ơn. Cung nữ múa nhanh lên. Rồi. Cung nữ múa. Đi bình thường. Đi bình thường. Mời đại sói và phu nhân an tọa. Đừng nên trọng lễ, bất chi thương tử, bất dướng tội tình. Ta cải trang trong lớp áo thợ săn, Hồng Loan không biết được thì làm sao có tội. Dạ, xin đội ơn bệ hạ. Hồng Loan, Hồng Loan ơi, lời thọ thẹn như quanh vàng ngân tiên hót rót vào tay mật ngọt một loài quá. Hồng Loan à, dạ, làm lòng ta sao xuyên lạ lùng.
hồn như lạc lòng chơi vơi. Mi nhân nàng ơi thoáng trong hồng loan ta như vào thiên thai. Ôi giống liễu hình phai tim sai đắm giác vào hơi ma đào cho hỏi đôi câu. Ta muốn đưa nàng ngừng tỏ lòng lâu muốn tàu thánh quân thần qua kém xa đầu xuống vào hòa thượng loa dài nhân thiếu chỉ qua xin thấm tươi tiện mình khó vào cùng đi thân không phước được để chịu đi e phải bài chi kỳ vì hàng có dài dáng nào kéo cao lời thơ thầm thương làm sao ta cho lứa đôi ta cùng kết sẽ tình yêu. Dạ, xin để ơn bị hạ. Cha, cha ơi, mẹ ơi. Cha đây, cha đây, cha đây, cha đây. Nói nghe, nói nghe, nói nghe. Dạ. Gật đầu liền. Trời ơi, thánh hoàng mà không thích là mừng đi con. Con mà lắc đầu một cái là bạc nguyên nhà không có đầu hết, hiểu không? Cha, cha kỳ quá mẹ. Con chỉ biết cha thôi chứ đâu có biết mẹ đâu. Tại vì hôm nay mẹ lạc lẽ quá mẹ con à, để mẹ nói cho con nghe. Con mà ông gật đầu là chắc chắc luôn á con. Đúng à, rồi, ông đó là con. Vua đó, vua đó con, vua đó con à. Mẹ con à, vua đó. Cha, mẹ dạy con á là phận con gái 12 bến nước. Đúng rồi. Trông được nhờ phận đục cũng đành cam. Đúng. Nhưng mà riêng Hồng Loan tốt số được quà đôi. Dạ thưa cha mẹ, tâu bệ hạ. Hồng Loan. Dạ, xin hiểu dừng, kiếp không thể. Trời đất ơi. Trời đất ơi, tao giả một cái không còn cái răng ăn cháo nha. Trời ơi, nghĩ sao mà nó không thể trời. Nghĩ sao mày không thể? Vua mày không thể. Cha mẹ. Không thể mà. Ôi, trời ơi, con ơi, Hồng Loan. Không thể nào từ chối. À, Hồng Loan. Tôi muốn chết luôn dạ. Trời. Nói thi, nghe lệnh ta truyền. Mau, lễ cầu hôn đón rước Hồng Loan. Chốn Liêu Bang rực rỡ quá đèn. Để nghênh rước Phụng Hoàng cung ngự giá. Phong cho Hồng Loan làm hoàng hậu chiêu dương. Đội ơn hoàng thượng. Khóc cái gì, vui là phải cười lên chứ. Nào, vui lên. Cười lên. Nhờ con thơ mà ta hiến dinh từ nay, đường tương lai gấm qua tràn đầy qua công theo bài. Người hiến gặp nhờ tích đức nhân từ hiền lương không ngã tâm đòi vào cung dương nghe tế dương già thôi, đừng vui quá. Bé coi giờ xin